Con xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Đạo Công Giáo. Và hôm nay thì bắt đầu là tháng kỳ hồn, tháng cầu cho các đẳng linh hồn. Thì mọi người có thể biết được là ai là người đã gọi là khởi xướng là cái gọi là tháng kỳ hồn này. Thì theo như con tìm hiểu thì con được biết là Thánh Odilon thuộc Đan Viện Clit Dòng Biển Đức đã ấn định là ngày mùng 2 tháng 11, tức là nghĩa là ngày hôm sau kính các thánh ấy, để cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời. Thì qua việc dâng thánh lễ này, đọc kinh cầu nguyện và làm các việc bác ái, thì tại sao lại lấy ngày mùng 2 tháng 11 để làm mốc điểm? Thì theo như con tìm hiểu thì ngày mùng 2 tháng 11 là năm 998 là cái mốc điểm đầu tiên. Bởi vì liền kề với lại ngày mùng 1 tháng 11 là vào ngày này thì phục vụ mừng lễ kính tất cả các thánh, nghĩa là các tín hữu đã lìa đời và đang được hưởng hạnh phúc ở bên Chúa. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng bên cạnh các phúc nhân thì còn có những tín hữu khác đang trải qua cuộc thanh luyện ở trong luyện hình. Đấy, vì thế nên chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người. Thì tại sao lại có cái căn cứ là năm 998? Bởi vì trước đó ấy, ở trong cái chỗ Kinh Thánh Tân Ước cũng như là Cựu Ước thì cũng đã có đến cái việc là cầu cho các linh hồn đấy rồi. Đấy, thì ở trong có hai cái đoạn trích ở trong đó đấy. Thì tại sao thì chúng ta lại phải cầu nguyện cho các tín hữu khi đã qua đời? Thì chúng ta cầu nguyện cho mọi người cũng như là để cầu nguyện cho những người quá cố, để những người ân nhân, ân thân nhân và tất cả những bạn bè, anh em, cha mẹ của chúng ta, thì chúng ta cầu cho các bậc đó. Đấy, thì con quay một số những cái chi tiết, những cái video như ở đây cho mọi người cùng xem ạ. Thì con gửi tới mọi người những cái nét đẹp của Công Giáo vào những tháng kỳ hồn. Đấy, tháng kỳ hồn nên gọi là tháng cầu cho các đẳng linh hồn, nó khác biệt với lại tháng Vu Lan ở bên tôn giáo bạn. Đó, đúng không ạ? Đấy, có rất là nhiều từ thời Cựu Ước, thời Tân Ước thì cũng thế. Tại sao lại dành thứ hai để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn? Thì nguồn gốc tục lệ này cũng là một cái quan điểm thời Trung Cổ. Thì người ta thường cho rằng các linh hồn ở địa ngục thì được xả hơi vào ngày Chúa Nhật để mừng Chúa Phục Sinh. Đấy, và qua ngày thứ hai thì lại phải tiếp tục lao động. Vì thế chúng ta nên giúp cho họ một tay để cầu nguyện cho mọi người. Nhưng mà tuy nhiên thì ngày nay chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho các linh hồn vào bất cứ ngày nào. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã bỏ cái tập tục đấy rồi. Thì bây giờ mọi người có thể cầu nguyện cho các linh hồn bất cứ vào lúc nào, thời gian nào và ngày nào cũng được. Đấy, không quan trọng vào cái vấn đề tập tục ngày xưa đó. Nên là thường thường là như ở giáo xứ con là tổ chức thường vào các dịp đầu tháng kỳ hồn và kết thúc tháng kỳ hồn như hôm nay. Đấy, thì con cũng gửi tới quý độc giả cũng như là mọi người một số những cái kiến thức mà con tổng hợp được từ du xe Phan Tấn Thành. Đấy, thì con gửi tới mọi người để mọi người hiểu rõ hơn cũng như là biết rõ hơn về cái nét đẹp Công Giáo, về cái tháng kỳ hồn này, để chúng ta chuẩn bị bước vào tháng mừng Chúa Giáng Sinh. Đấy. Rồi, con xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.